Khánh sẽ mua trọn toàn bộ cái hơn 1 hecta này, hơn 1 hecta dự án làng Việt Nam này, là nằm trong cái quy hoạch dự án làng Việt Nam, là Khánh sẽ là xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Từ sáng đến giờ là Khánh cùng chú Si Cù mấy cả Ne Lù cùng mấy cả bác trưởng bản là đã xác định được tất cả các vị trí của dự án là ngôi làng Việt Nam mà Huy Khánh đang hỗ trợ bà con ở đây. Bởi vì ngày hôm qua là khi video mà về bản lên ấy, thì là đây là cái móng nhà mà Baba Gia Kinh là bán cho cái người đấy, là người ta mua là 150.000 quan. Thì là sáng nay Khánh ngồi nói chuyện với ba rồi, thì là đã cái ngôi nhà này đã sẽ tạm dừng, là không làm nữa, sẽ dừng hẳn chứ không phải là tạm dừng ạ, sẽ dừng hẳn không làm nữa. Và bây giờ là cột mốc ranh giới của dự án làng Việt Nam. Hôm nay là trong một video này là Khánh sẽ nói rõ tất cả cột mốc địa giới của dự án làng Việt Nam để cho mọi người cũng được biết. Bởi vì hôm qua là khi Khánh đọc comment thấy mọi người lo lắng quá. Đây là cái cột mốc mà từ cái vị trí nhà cuối cùng, vị trí nhà cuối cùng ra đến cái cột mốc này là 30 m, 30 m. Đến cái vị trí nhà thứ 17 đấy ạ, là 30 m ra đến đây. Là hiện tại là trong đây, trong cái diện tích đất của dự án làng Việt Nam này là không làm một cái gì nữa. Và còn đâu là cái diện tích từ cái 30 m này xuống dưới đoạn suối ở về phía đầu này là đất của bác trưởng bản. Và Khánh cũng thống nhất với bác rồi, kể cả sau này có bán đất cho những người dân xung quanh thì là cũng không không xây nhà ở trên mặt này hết, không xây ở cái góc này. Bởi vì Khánh đã trừ ra là 30 mét là rất là rộng rồi. Còn đâu là sau này là bác ấy sẽ bán đất, là ví dụ có bán đất ấy, tương lai lâu dài ấy, thì là sẽ làm nhà ở các khu phía trong này. Còn đâu là cái diện tích của làng Việt Nam thì sẽ từ cái cột mốc ranh giới này là sẽ chạy thẳng ra ngoài đường kia. Từ cái cột mốc này, từ cái mép nhà cuối cùng này ra đến ngoài đường kia là 50 m. Toàn bộ chiều ngang của ba dãy nhà này là 40 m, cộng với 5 m của dãy nhà đằng sau. Khánh thống nhất với bác trưởng bản là xung quanh làng Việt Nam là sẽ có con đường 5 m là chạy vòng quanh luôn. Là sau này sẽ mình sẽ làm tường rào là sẽ 5 m chạy vòng quanh luôn. Đằng sau này, ra bên cạnh này luôn là cái đường 5 m. Còn đâu là ở bên trong là toàn bộ là diện tích cây xanh, diện tích sân vườn, xong là bãi đỗ xe, xong là có thể tương lai lâu dài có thể làm cái gì thì mình tính sau. Còn đâu là chỉ như thế thôi. Còn mặt đằng trước, khu đằng trước này, nguyên cái khu đằng trước thì ngày xưa là Khánh tính là làm chợ. Thì là còn từ cái mép nhà này ra đến ngoài đường là 50 m. 50 m thì thoải mái để mình làm một khu chợ. Bởi vì chiều dài, tổng chiều dài của cái diện tích
làng Việt Nam này là 119m, chiều ngang là 95m, thì là nó rơi vào là 1,1305, có nghĩa là hơn 1 hecta. Thì Khánh cũng đã suy nghĩ rồi đấy, để tránh tất cả các trường hợp thì là Khánh bây giờ thì hôm nay là Khánh thống nhất với ba xong, và Khánh sẽ làm việc với bên bạn Lucia là chủ tịch huyện và bạn Claudio là trợ lý của bạn đấy là giám đốc nông nghiệp ấy và quản lý đất đai ấy. Thì là Khánh hôm nay về nhà thì Khánh sẽ nói chuyện với các bạn đấy và Khánh sẽ cân chỉnh cái đồng tiền kinh tế của Huy Khánh và Khánh sẽ mua chọn toàn bộ cái hơn 1 hecta này, hơn 1 hecta dự án làng Việt Nam này là nằm trong cái quy hoạch dự án làng Việt Nam là Khánh sẽ là chủ đất luôn, là để tránh các trường hợp sau này là khi mà có một vấn đề gì hay là các mạnh thường quân đồng hành cùng với Huy Khánh hay là Huy Khánh hỗ trợ bà con làm nên những ngôi nhà đẹp rồi, hay là kiến thiết nên đường xá đẹp rồi, xong là hay là có các khu chợ đẹp rồi, mọi người lo lắng là cũng như trong video clip ngày hôm qua là ngại là bác trưởng bán, bác ấy bán đất, bác bán đất và làm ở cái góc này thì là sẽ che cái góc của làng lại. Nhưng bác trưởng bản bác ấy cũng có ý thức, là bác ấy cũng đều dặn là chủ đất là phải làm cái mái, cái người mua đất này là người ta có tiền, thì là bác ấy cũng dặn là phải làm mái tôn là giống cái những ngôi nhà mà Khánh đang làm cho bà con. Thì là toàn bộ các ngôi nhà ví dụ sau này mà có người mua đấy thì là mọi người làm về đầu kia, và Khánh cũng yêu cầu bác đấy là ai làm về đầu kia là cũng đều phải làm theo cái mẫu mà Khánh đang làm. Ví dụ mọi người muốn làm to ra nhưng là ở tít ở dưới góc ở dưới kia chứ không phải ở đây. Còn toàn bộ cái góc ở trên này thì là sau này là cái mốc giới rồi, vào đông tân rồi, vào đông hoa lì đấy, đây cái mốc giới này thì toàn bộ đây là Khánh sẽ xây tường rào luôn, vì đất Khánh mua rồi đấy, mua đất làm dự án làng Việt Nam rồi, vậy là để không bao giờ mình phải lo lắng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Còn bà con ở trong đây thì là cũng làm gì có đất mà bán, chỉ có bác trưởng bản là bác ấy có diện tích đất thì là bác ấy bán thôi. Còn toàn bộ chỗ này là Khánh sẽ bảo bác ấy sang tên cho Huy Khánh, thì là Khánh hợp đồng cùng với bác đấy là thống nhất cái khoản tiền rồi. Toàn bộ cái hơn 1 hecta này là nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu quan, nó rơi vào tầm khoảng 2.000 đô, đấy là cái đồng tiền quy đổi ra đô la Mỹ là như vậy. Tiền Việt thì chắc là nó 2.000 đô, nó sẽ rơi vào tầm khoảng gần 50 triệu gì đấy, là toàn bộ cái hơn 1 hecta này. Nên là từ ngày hôm nay là Khánh cũng bảo bà con rồi, toàn bộ chỗ diện tích đất này là của Huy Khánh rồi, mấy cả của bà con rồi, thì là cứ dọn dẹp sạch sẽ để thời gian tới là Khánh sẽ cho chú Si Cù là trồng, mấy cả bà con trồng tất cả ngô cái thứ ra đằng này, ra tận phía đường đi luôn. Vì đây là mình chưa làm thì mình vẫn cứ trồng tận dụng được cái mùa ngô này. Còn hôm qua là khi về nhà đấy, đọc các comment bình luận của quý vị khán giả là bình luận rất là nhiều, mọi người lo lắng thì Khánh rất là hiểu, nhưng cũng phải tâm sự thật với quý vị khán giả rằng là một dự án làng Việt Nam ấy, đầu tư tâm huyết công sức của Huy Khánh cùng các mạnh thường quân ấy, hỗ trợ bà con đến ngày hôm nay là chuẩn bị có những ngôi nhà đẹp rồi đấy, thì Khánh cũng không muốn có chuyện gì xảy ra cả. Mình đều muốn mong muốn làm sao mà ngôi làng sẽ phát triển tốt, bà con sẽ thoát được đói nghèo, và khi dự án xây dựng xong thì mình sẽ tranh thủ thời gian để mình sẽ làm đường rồi chợ rồi nô gia rồi cửa hàng. Đấy là cái tương lai là mình tính là như vậy. Còn cái quan trọng nhất là mùa mưa đến thì mình lại phải chuẩn bị nông nghiệp cho bà con, làm sao mà có cây trồng phát triển để có lương thực là ăn trong nửa năm tiếp theo và một năm tiếp theo. Thì Khánh biết là điều lo lắng của mọi người là sợ sau này là khi mà bản làng đẹp rồi, bác trưởng bản có thể là bây giờ thì chưa có gì đâu, nhưng sợ khi là bản làng phát triển rồi mà cái diện tích đất này nó không ở trong tay của Huy Khánh ấy, thì có thể là ngại bác trưởng bản là sẽ phá vỡ cái quy hoạch ấy. Sợ cái đồng tiền nó, khi con người ta lúc nghèo khó thì không sao, nhưng lúc có điều kiện kinh tế rồi và lại có nhiều bạn bè rồi họ hàng người ta đến, người ta bảo là thế này thế nọ nữa, thì lúc đấy mình không kiểm soát được. Thì là Khánh mới tính ra cái bài tính là Khánh sẽ mua chọn cái hơn 1 hecta này luôn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng gần 50 triệu. Còn đâu là để cho bác trưởng bản, Khánh dặn rất là kỹ là sẽ không được làm nhà góc này nữa. Nhưng bây giờ là khi Khánh đã trừ ra tận đây là 30 mét rồi đấy, ra tận đến cái cọc này là 30 mét rồi, thì là cũng không thể che được làng Việt Nam nữa rồi, không thể che được, không thể chắn được. Bởi vì cái 30 mét này nó ra tận đến đây, đây, gióng thẳng cái nhà kia nó ra tận đến đây,
là từ đây là cũng gần sát cây bao áp vào đây rồi, là sẽ đây là tường rào chạy thẳng ra ra ngoài đường. Là sau này là Khánh ví dụ là ở bên này mà có thêm dân số, có thêm 5, 7, 10 nhà nữa thì Khánh có thể là để một cái con đường vào chợ để sau này cho mọi người là có cái gì thì là mọi người ra chợ nó mua bán. Còn đâu cái chợ này là Khánh sẽ quy hoạch là cho bà con, là sau này bà con nhà mình là sẽ là những chủ vậy là tiểu thương ở đây, chứ còn ai vào được thì là sẽ tính sau. Còn trước mắt là toàn bộ người dân bản làng là sẽ ở trong cái chợ này, bởi vì cái chợ này nằm trong diện tích đất của Huy Khánh đã mua rồi, nên là mọi quyền quyết định là sẽ là ở Huy Khánh. Và trong một vài ngày tới là Khánh, hôm nay Khánh về là Khánh sẽ nói chuyện với Lucia và bạn Claudio luôn, là sẽ sắp xếp thời gian để cho bạn ấy xuống đây đo đạc, xong là sẽ làm bản vẽ thiết kế diện tích đất, xong là sẽ sang tên luôn. Mình làm đến đâu cho chắc đến đấy, để cho yên tâm luôn, là cũng là để chú Si Cù và tất cả bà con là cũng sau này cũng không phải nghi ngại một cái gì cả. Hay là để bác trưởng bản cũng nắm rõ được là tất cả mọi cái thôi. Thì là bác trưởng bản cùng mấy con trai đi với Khánh từ sáng đến giờ đo đạc cũng rất là vui vẻ thôi. Thì là cũng không có cái gì cả. Nói chung là người dân bản thì người ta cũng cơ bản là người ta cũng rất là thật thà thôi, chứ cũng không có gì đâu. Chứ mọi người cũng đừng nên gọi là suy nghĩ cái gì nó gọi là nó hơi quá một chút. Và đặc biệt là Khánh đứng ở đây nói chuyện với mọi người đấy, thì quý vị khán giả cùng với Khánh cùng phân tích một vấn đề. Nếu bây giờ đấy, từ ngày xưa khi Khánh muốn phát triển cái chợ này đấy và xây dựng ngôi làng lên đấy, thì là Khánh đã mong muốn làm sao mà cái nơi mình giúp đỡ sau này sẽ có rất nhiều dân địa phương khác, người ta đến đây, người ta mua đất ở đây, người ta ở đây, những cái quả đồi xung quanh này, những cái quả đồi bên kia, người ta lấp kín đầy đây. Thì đấy là cái điều mong ước, mong muốn của Huy Khánh. Bởi vì sao? Nếu chỉ có dự án làng Việt Nam chỉ có 16 hộ này thì làm sao mà thành trung tâm được? Khánh hỏi thật quý vị khán giả, những người bình luận ở trên comment của Huy Khánh, tham gia góp ý với Huy Khánh hay là lo lắng, mọi người, Khánh đang nói chuyện trực tiếp với mọi người nghĩ mà xem, nếu chỉ có 16 hộ dân này, có đẻ thêm được một vài người con nữa, có xây thêm được vài ngôi nhà nữa, thì con liệu có thành được cái chợ không? Thì chắc chắn là sẽ không, có xây dựng cái chợ ra thì cũng chả có người. Và có thành trung tâm được không? Cũng sẽ không thành trung tâm được. Có giao thương được không? Giao thương rất là gọi là nhỏ lẻ thôi. Ví dụ có các xe cộ qua đường này thì nói chung là kinh doanh buôn bán này nó cũng sẽ nó không thể sầm uất được. Nên là điều Khánh mong muốn là muốn biến nơi đây thành trung tâm và muốn phát triển lên thành thị trấn, thì cái điều kiện cần là gì? Điều kiện cần là cần phải có nhà cửa này, chỗ ăn chỗ ở cho bà con đàng hoàng này, và đường xá sạch sẽ này, và bãi đỗ xe là mình phải thuê máy xúc để cán, để lớp san bằng mặt bằng để có cái chỗ vị trí đỗ xe cho nó rộng rãi này. Thì các xe container, các xe con, các xe hàng thì người ta mới có chỗ đỗ. Chứ đường nó bé như kia thì làm gì có chỗ đỗ mà người ta vào được. Nên là khi mà mình làm các bãi đỗ xe và mình dựng các lán lên, các gian ô chợ lên, hay là khu chợ ngoài trời, hay là khu chợ mà để tránh mưa, thì phải cần có dân các bản xung quanh, các dân ở các khu này mọc lên, các dân ở các khu bên cạnh mọc lên, thì lúc đấy nó mới gọi là, người ta bảo là chỗ nào chỗ đông người thì chỗ đấy mới sẽ là chỗ phát triển. Nên là tương lai là sẽ phải kiến thiết những điều đấy thì mới thành trung tâm được. Chứ nếu ở đây mà không có cái gì, lớp học cũng không có, trạm xá cũng không, điện cũng không, mạng cũng không, chợ cũng không, hay là có chợ nhưng dân số thì không, dân số có ít, thì là cũng không thể thành trung tâm được. Nên là cái này là cái quy hoạch lâu dài, Khánh quy hoạch cho bà con là cuộc sống của bà con là sau này sẽ bền vững đến vài chục năm, đến vài năm nữa mà Khánh không ở đây nữa thì bà con cứ theo cái quy hoạch của Khánh mà phấn đấu thôi. Hay là sau này khi bản làng phát triển rồi, xây dựng xong hết rồi, hàng rào cũng ngon lành rồi, phân chia địa giới, diện tích đất của bản xong hết rồi, và đây cũng sẽ biến thành một cái nơi như vậy là làng Việt Nam, là cái nơi mà những người Việt Nam mình sang đây muốn đến thăm làng Việt Nam, hay đi đâu qua đây muốn ghé vào làng Việt Nam chơi, hay là tham quan thăm bà con, hay là thăm Huy Khánh ở đây vẫn đang hỗ trợ bà con chẳng hạn. Thì Khánh luôn luôn mong muốn một điều là ở đây phát triển. Nên là rất mong quý vị khán giả là khi nghe cái câu chuyện này của Huy Khánh thì là mọi người cũng ủng hộ cái cách tính của Huy Khánh. Chứ nếu ngày hôm nay mình chỉ bó hẹp ở trong cái 16 hộ này thôi ấy, thì ở đây sẽ không bao giờ phát triển được. Kể cả có làm xây dựng lên cái chợ tạm thì cũng không thể phát triển được, bởi vì 16 hộ thì kinh doanh buôn bán cho ai? Nên là mình phải chào mời, mình phải mong muốn mọi người đến đây ở,
thì nó mới thành nơi tập trung được. Buổi tối bắt đầu mới có người đi lại, người thiếu cà chua, nước mắm, mì chính, hay là thiếu ngô khoai sắn, hay là thiếu cái gì ở luôn đa, thì cái người nào người ta có xe, người ta mang đồ luôn đa xuống, người ta về cái đây người ta bán cho bà con bản, hay là bà con bản có những cái đồ ở lương rẫy thì lại buôn ngược từ đây chuối, đu đủ, rồi ngô khoai sắn, mọi người lại bán ngược về thành thị thì mới thành giao thương được. Nên là Khánh rất là mong muốn là mọi người ủng hộ cái cách tính để quy Khánh. Còn câu cái quan trọng nhất là ngày hôm nay là Khánh muốn lên cái video clip này là muốn nói rõ với quý vị khán giả là bản thân Huy Khánh là sẽ cân nhắc tài chính và sẽ sắp xếp làm sao mà để Khánh mua toàn bộ cái hơn 1 hectare này là để cho Khánh cũng yên tâm ấy, để cho các mạnh thường quân cũng yên tâm ấy, và để cho quý vị khán giả theo dõi kênh, những người yêu thương ủng hộ Huy Khánh xây dựng làng Việt Nam và cũng không sợ là phá vỡ quy hoạch ấy, thì để mọi người là cũng yên tâm trong cái vấn đề là dự án làng Việt Nam là vẫn tốt đẹp, vẫn đẹp, sẽ không có cái gì gọi là phá vỡ quy hoạch cả. Bởi vì khi Khánh đã xây dựng hàng rào lên rồi thì sau này là xung quanh làng là đã ngăn cách bằng cái tường rào đây, nó cũng như kiểu như là đô thị Eco Park ấy. Thì sau này là mọi người có đi lại ở bên trong này, có sinh hoạt mọi cái bên trong thì cũng không sợ trộm cướp cái gì có thể vào làng. Ở đây nó không giống Việt Nam, nên là quý vị khán giả cũng hiểu cho Khánh là ở đây không giống Việt Nam. Khánh có thể là chỉ là căng cái hàng rào đơn giản thôi, có thể xây cái bờ tường đơn giản thôi, nhưng nó cũng là phân chia địa giới để cho người lạ có biết là đây là diện tích đất của bản làng, thì là những người ở khu khác ấy, thì cũng không có nhiệm vụ gì thì được cũng không vào. Ví dụ mọi người muốn vào thì đi đường chính chứ không thể đi những cái nối đằng sau này vào được, bởi vì nối đằng sau này mình sẽ xây cao lên. Đấy là cơ bản là Khánh cũng muốn là ở cái video clip này là Khánh cũng muốn để cho quý vị khán giả hiểu là như vậy. Còn ở đây là cái chỗ mà ba Do Kinh cho chủ đất là đóng gạch là để xây nhà ở đây, thì là bây giờ là cái người này đó, người ta sẽ chuyển về dưới kia. Khánh mua lại toàn bộ rồi, nên là toàn bộ ở đây là người ta sẽ không xây dựng ở đây nữa. Gạch này người ta đóng thì cũng sẽ tạm dừng lại hết, vì đây là giờ là trong đất của Huy Khánh rồi, nên là không ai vào đây mà đóng gạch nữa rồi. Những chỗ này là Khánh sẽ cho san lấp ra để cho trồng ngô. Tiếp xin cô. Hiểu. Aki phê xà tu đúa. Dạ bè. Ừ. Phê xà tu đúa, để bôi pha dê mi đi. Dạ bè. Dạ bông. Còn đâu là cái góc nó kéo tận dài như đây mà. Tổng chiều dài này là 119m. À kia, phe đồ to này. Đây, ra tận đây mà. Đấy mọi người thấy không ạ? Dự án làng Việt Nam kéo dài tận xuống gần cây bao bắp này luôn ạ. Từ đây ra đến cây bao bắp thì nó chỉ còn hơn chục mét thôi. Đây ạ. Đấy. Nên là đây là cái góc làng này, nó ra tận đây. Rất là dài luôn. Vì Khánh một bác trưởng bán là Khánh sẽ mua thêm cái đoạn này nữa để cho kéo dài cái này ra là 30m. Ví dụ cái khu bên này mà người ta sau này người ta có xây nhà ở những cái góc cạnh bên này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến làng Việt Nam của mình ở trên kia cả. Vì toàn bộ ở đây là sau này nó sẽ là cái đường chạy vòng quanh cái tường rào này, và các sân chơi cho trẻ em, và gọi là cây xanh, các chỗ chơi cho các em bé thôi. Đây còn sau này bác trưởng bán có thích bán thì bán ở dưới này, nó không liên quan, không ảnh hưởng gì cả đến dự án làng Việt Nam ở khu này. Rất là rộng luôn. Mọi người lấy cái kích thước là 119 x 95 ạ. 119 x 95 là sẽ ra là 1,1305. Đây là cái khu nhà của em Phà La Viều cũ đây, thì là cũng nằm ở trong cái địa giới của làng Việt Nam, nên là sau này là cái ngôi nhà cũ này là làm trong đất thì là Khánh cũng sẽ cho dỡ bỏ. Tạm thời mình chưa làm được công viên hay chưa làm được cái gì thì là mình cứ cho bà con đã trồng ngô thôi. Đây. Còn tất cả đằng sau làng Việt Nam là sẽ 5 mét. Là từ cái bên cạnh nhà này là ra đến đây là 5 mét. Đây ạ. 5 mét. Đi chạy xiên cái cây này. Mọi người cứ hình dung là đằng sau làng Việt Nam, mọi người xem trên flycam đấy ạ, thì là sẽ từ đáy, từ đít nhà đấy về đằng sau là 5 mét. Cả một con đường 5 mét luôn, chạy dài 119 mét. Xong bắt đầu là cua vuông góc ra đường to. Đấy là diện tích làng Việt Nam, thì là mọi người có thể nhìn ở trên flycam đấy ạ. Tao bò ba. Ok bà. Có chi rap đi đồ.
Đâu, tên bồ su và tao bố. Thì ở đây là các ba ba với các bạn thanh niên nè. Khánh đi đo đạc diện tích đất của dự án làm Việt Nam để về mình làm bản đồ để mình mua đất, thì là Khánh cho mọi người là xây ở đây. Là các em từ sáng giờ là xây rất là nhanh rồi này. Bên kia được 3 hàng rồi này, 3 hàng. Đấy. Từ giờ đến trưa chắc là cũng lên đều được. Còn đằng kia thì là Khánh đang cho các ba mama đã dọn dẹp sắp xếp làm sao mà gạch cho nó hợp lý. Nên là mọi người là có những cái suy nghĩ như thế nào hay là có những cái ý tưởng gì thì là mọi người cứ bình luận ở dưới comment, bởi vì tất cả các bình luận của quý vị khán giả với Khánh rất là quan trọng, bởi vì Khánh đang trong quá trình là kiến thiết ấy, nên là mọi thứ là Khánh đều cân nhắc và đi rất là cẩn thận và làm sao mà mong muốn làm sao mà cái dự án làng Việt Nam là tốt nhất có thể để đến năm 2025 là để hoàn thành. Nên là Khánh không muốn một rủi ro nào xảy ra cả. Nên là mọi thứ là mình muốn tốt đẹp để khi mà đại sứ quán cùng lãnh đạo địa phương Khánh thành làng Việt Nam là mọi cái chu toàn. Và đây là một cái nơi tự hào của người Việt Nam mình, của các mạnh thường quân cùng team Khánh là hỗ trợ bà con. Dạ các bạn đấy mama. Dạ. Cảm ơn. Đây mọi người là đã vận chuyển được gọi là 90% rồi, còn một ít nữa thôi. Rất là nhiều gạch luôn. Mama giúp bà bay nhá. Yeah. Mấy nghìn viên gạch để Khánh cho bà con này. Vận chuyển mấy ngày rồi. Toàn bộ xung quanh đây là Khánh sẽ cho xây tường bao luôn là để phủ cái bạt lên. Nhưng mùa mưa đến rồi, hôm nay dọn xong gạch này là yên tâm rồi đấy. Còn những cái ngôi nhà mà có gạch sẵn kia là Khánh sẽ cho các bạn thanh niên là xây nhanh nhất có thể. Và Khánh cũng sẽ thu hồi mái. Còn đây là cái đây cái vị trí này. Cái vị trí này là Khánh vừa lúc sáng là ấy vị trí mốc giới với cả ba ba do kinh đấy ạ. Là từ đáy bể này. Đấy Khánh quay cho mọi người xem từ cái đáy bể này này. Đấy. Ra đến đây. Chạy thẳng về đầu kia đến đít nhà ra 5 mét. Chạy thẳng đây. Ra ngoài đường. Là diện tích của dự án làng Việt Nam. Nên là rất là rộng luôn. Sau này đằng sau nhà là có cả cái khoảng không 5 mét này thì là Khánh sẽ chừa ra tầm khoảng hơn 1 mét là Khánh sẽ làm cái hè đấy. Sẽ cho mọi người đóng gạch và xây nán cho mọi người cái hè và mình làm các bồn cây là để cho mọi người có thể là buổi tối có thể là nghỉ ngơi, tập thể dục hay đi lòng vòng quanh bản thì là có con đường là chạy vòng quanh, hay là sau này bà con có xe cộ đấy thì mọi người không thích đỗ đằng trước nhà thì mọi người có thể đỗ đằng sau, hay là xe cộ mình có chở vật liệu hay chở hàng hóa buôn bán giao thương sau này ấy, nhà nào cũng kinh doanh buôn bán thì là mình có con đường chạy vòng quanh bản thì là xe cộ là nhà nào buôn bán thì xe nhà đấy cứ đi vòng quanh thôi, đi rẽ được tất cả các ngõ nên là không phải bị vít chỗ nào cả, có nghĩa là nó như là đường ô bàn cờ luôn, rất là tiện. Còn được clip ngày hôm nay thì là Khánh cũng muốn đứng ở đây muốn nói với quý khán giả là Khánh sẽ cố gắng hết sức làm sao mong muốn để cái dự án làng Việt Nam là sẽ là đẹp nhất có thể, bởi vì ngay từ bước ban đầu lúc Khánh đặt chân đến bản, Khánh đã muốn làm một điều gì đấy. Năng lực của Huy Khánh và chú ấy chỉ có hai người thôi nhưng hai chú cháu cũng cố gắng cả một năm rồi, nó thời gian về đích của cái làng Việt Nam nó chỉ còn trong năm 2025 thôi, nên là Khánh với chú cũng sẽ cố gắng hết sức. Ngày xưa lúc chưa có gì, lúc Khánh mới mở kênh, các mạnh thường quân cũng chưa biết đến Huy Khánh, nhưng Huy Khánh với chú thì là cũng đã dám mạnh dạn là để hỗ trợ bà con để có cái nhà mái tranh là bằng rơm cỏ. Nhưng là rất là may mắn là kênh Huy Khánh là đến ngày hôm nay là được các mạnh thường quân, là được các bác các cô các chú anh chị trong và ngoài nước ủng hộ, thì là đi đến ngày hôm nay rồi, bản làng rất là đẹp rồi, nhà được sơn rồi, cô Lê Cầu Loan hỗ trợ là ngôi nhà được sơn rất là đẹp rồi, rồi các mạnh thường quân hỗ trợ mái tôn đỏ, nên là bản làng bây giờ là nó thay đổi gần như là thay đổi 360 độ luôn. Tất cả những người mà ngày xưa chưa đi qua đây một năm ấy
bây giờ đi qua là không nhận ra đây là cái bản làng 16 hộ của ngày xưa. Nên là hiện tại là Khánh rất là vui, và trong thời gian tới là Khánh sẽ cố gắng là căn chỉnh cái đồng tiền kinh tế của Huy Khánh, và cũng muốn làm một cái điều gì đấy, và Khánh sẽ mua cái hơn 1 hecta này là sẽ là đứng tên của Huy Khánh luôn, là để cho yên tâm luôn đấy, không một ai có thể phá vỡ quy hoạch, hay là sau này mình cũng lường trước cái vấn đề là bà con sau này đùng cái các mama thì không vấn đề gì đâu, nhưng sau này đùng cái con cái các mama lớn lên người ta không biết đến Huy Khánh, hay là cũng không thân thiết với Huy Khánh, người ta có thể là sang tên hay sang nhượng ngôi nhà đấy, thì là nó cũng rất là dở. Nên là Khánh mua trọn gói tất cả toàn bộ diện tích luôn, là trong đây là sẽ ở trên sổ đỏ của Huy Khánh luôn, là để cái dự án làng Việt Nam là sẽ bền vững theo thời gian, và sẽ đây là cái kỷ niệm, một cái dấu ấn của cái mối quan hệ 50 năm hai nước quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Và Khánh cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả theo dõi video ngày hôm nay của Huy Khánh thấy cái điều đặc biệt ở trong đây, thấy cái điều ý nghĩa ở trong đây, và thấy cái điều nhân văn ở trong đây, thì là ủng hộ Huy Khánh và đăng ký kênh, chia sẻ kênh và cày kênh cho Huy Khánh, để Huy Khánh là có thêm động lực hỗ trợ bà con ở đây ngày một tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì Khánh xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào.